tâm sự của bà nổi lòng quá không? Nó giống như tâm sự chắc chua buồn, kẻ nhiều nhiều chua chắc bởi tình. Tình chỉ bán ra chớ nào mong được thu hồi. Ai ai có tình yêu cho tôi xin một ít, cho tôi âm tình này nó càng đai từ lâu. Ông này nè, ông có tình yêu nhiều lắm nè, ông ban cho tôi tình từ. Ông dạy cho tôi làm vua giả đọt ngay vàng, càng trí mặt mày để đông lớp hề khi mà nghe cái vở này mà nghe bản audio đó thì chú Minh Phụng là cái người đóng cái vai Thế Tử, còn cái vai đóng Ali Khan là chú Tấn Tài. Dạ, nhưng mà cái bản mà chú Minh Phụng quay trên YouTube thì lại là chú Minh Phụng đóng vai Ali Khan đúng không? Dạ phải. Và chú Minh Phụng là cũng tạo hình là một bên mắt che lại vậy đó hả? Dạ phải, có mắt với lại có thẹo. À. Nhưng mà chú Minh Phụng đẹp 10, em không được một nữa, không được một nữa. Không được một nữa. Thành ra nó hơi không sao đâu, tại vì mình che cái mắt che hết nửa mặt rồi ai cũng như ai hết trơn á.